Nhiều năm nay, khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã trở thành điểm tập kết phế thải xây dựng lý tưởng cho các hộ dân sống quanh khu vực này. Theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và Cuộc sống, dọc theo con phố Hoàng Liệt hướng vào trung tâm bán đảo Linh Đàm, thật dễ dàng ghi lại hình ảnh những điểm tập kết phế thải xây dựng tự phát từ vỉa hè cho đến chân cầu vượt, thậm chí ngay sau trung tâm văn hóa thông tin quận Hoàng Mai cũng là một bãi tập kết đồ sộ và lâu đời. Cách chạy trung tâm thương mại khu chung cư HH chưa đầy 100m, những bao phế thải bên trong là gạch, đá, cát, bê tông được vứt ngổn ngang ngay bên vệ đường, cùng những mẩu gạch vỡ nằm rải rác dọc vỉa hè. Ngoài ra, bàn, ghế, đồ gia dụng, nội thất hỏng cũng được quy tụ tại nơi đây. Bên cạnh những bãi tập kết được trang bị khá nhiều xe chở rác, nhưng dường như rác thì đa số không nằm trong xe mà nằm chất đống ngay dưới tấm biển khu vực cấm. Qua tìm hiểu, người dân cho biết những điểm tập kết phế thải xây dựng đã tồn tại từ rất lâu. Những bao phế thải này đa số là vật liệu xây dựng của các hộ gia đình xây nhà, sửa nhà thải ra rồi đổ trộm. Do vậy, công nhân vệ sinh môi trường thường chỉ dọn công viên hoặc rác thải sinh hoạt chứ không dọn phế thải xây dựng. Cái bãi rác này thì tồn tại lâu lắm rồi, đa số là vật liệu xây dựng, người ta sửa nhà, xây nhà. Đấy, từ HH này rồi khu chung cư bán đảo Linh Đàm. Cái này thì thỉnh thoảng cái công nhân vệ sinh môi trường, người ta chỉ bằng biện pháp là người ta đốt. Mà đốt thì nhiều hôm là lửa nó bốc cao nghi ngút, khói, bụi, rất ảnh hưởng đến môi trường của cái khu vực này. Đêm hôm đó cũng là toàn bộ rộn, nhưng từ hồi bảo vệ ở đây nó còn đỡ nhiều. Trước đây mỗi một lần đấy là một khoảng vài tuần ấy lại phải bắt đầu có xe đi để san nó ra, để không đắp được ý. Thiết nghĩ khu đô thị kiểu mẫu văn minh đầu tiên của thủ đô mà cư dân phải sống chung với phế thải thì đâu là kiểu mẫu thực sự cho khu đô thị ở Việt Nam hiện nay? Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi để tình trạng khu đô thị Linh Đàm trở thành nơi đổ rác thải, phế liệu? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo.